Xin chào các bạn đến với kênh của chị Ốc Ăn Hại. Còn anh Minh Quốc Thành là rất lợi hại. Điêu, đừng có mà bảo em ăn hại. Anh mà lợi hại cái gì? Anh bị quái vật á, nó tiêu diệt bao nhiêu lần còn nói là mình lợi hại. Đúng là thôi đừng có mà bốc phét. Đấy là chẳng qua anh lỡ bị nó tiêu diệt thôi. Thôi được rồi, để hôm nay sẽ chứng minh cho Ốc và các bạn xem. Anh sẽ làm một con thỏ Buzo trở thành mẹ chân dài, thấy chưa? Ác chưa? Sau đó anh sẽ tiêu diệt nó. À, ý anh là làm con thỏ Buzo trở thành con quái vật trùng trong phần 2 Poppy Playtime ấy gì? Đúng rồi. Thôi, không nói nhiều nữa, chúng ta vào làm luôn để anh chứng minh cho bạn thấy là anh không hề ăn hại nhá. Còn bây giờ các bạn đừng quên bấm like này, bấm đăng ký kênh và xem quảng cáo ủng hộ anh làm thật nhiều video mới. Đúng rồi, hãy nhớ xem quảng cáo nhá. Rồi, các bạn cùng anh đi thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mở cánh cửa này ra như mọi hôm và sẽ thấy Poppy. Listen, I'm going to need you to trust me. Đấy. Ủa, anh lại cứ dừng đúng cái đoạn búp bê Poppy nó úp mặt xuống đất là sao? Anh ghét búp bê Poppy à? Đấy là tại nó úp mặt chứ anh có bắt nó úp mặt đâu. Đấy, bây giờ chúng ta cùng bay đấy kiểm tra xem có phải là thỏ Buzo nó đang ở dưới không nhá các bạn. Đấy, thỏ Buzo đang kéo Poppy đúng không ta? Một cái bàn tay màu trắng các bạn ạ. Ui, ôi nhưng mà con thỏ Buzo là màu vàng mà. Ờ lạ ta, sao bàn tay của nó lại là màu trắng nhở? Thôi chui xuống dưới kiểm tra xem nào. Ui dồi, nó có tận 4 cái tay các bạn ơi. Hai cái tay của nó ban đầu á là cầm hai cái hai hết đó các bạn, như này nè. Ờ, trong nhưng bộ trống đúng không? Ờ, nhưng mà bây giờ nó lại đẻ thêm hai cái tay màu trắng nữa, không hiểu luôn. Đúng rồi, đây, tay màu trắng. Và đẻ ra hai cái chân nữa luôn. Ôi, sao lại thế được? Sao là sao? Con này hơi ảo ma Canada các bạn ạ, không hiểu kiểu gì. Thế tí nó đuổi mình chắc là trông kinh dị đó các bạn ạ. Nó vừa chen và tay chân nó vừa bò. Không biết được nữa. Ờ thôi, chúng ta cùng xem nó làm gì nữa nhá. Ui, nó kéo Poppy và biến mất rồi. Đúng rồi. Con này á, nó khác những con trước bởi vì nó có tận 4 cái tay và 4 cái chân. Thế này AB có thành làm sao tiêu diệt được nó? Nó sẽ lấy 4 cái tay của nó bóp cổ. Kệ nó, anh sẽ nhảy xuống đuổi theo nó. Thế anh có dám chơi trò Buzo, trò ký ức âm nhạc của nó không? Tất nhiên rồi, hôm nay chúng ta làm về con đấy, chúng ta sẽ chơi thắng nó ở trong cái trò đấy và tiêu diệt nó luôn. Đấy. Ây da, gáy à? Được rồi, để xem nhá các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở cánh cửa Game Station nhá. Đi vào thôi Ốc ơi. Và bây giờ con gì sẽ xuất hiện? Đó chính là thỏ Buzo. Đúng rồi. Anh bây giờ đặt tay màu đỏ lên một phát là anh mất bàn tay màu đỏ luôn. Đặt rồi đấy. Nó vẫn nói giọng của mommy. Ui. Sao cái cổ nó như là hươu cao cổ luôn ấy. Ui. Mommy thỏ Buzo. Chán rồi. Cái cổ nó co giãn luôn các bạn ạ. Ờ. Ui, kinh quá. Người nó cũng vẫn bình thường, chỉ có cái cổ là thay đổi thôi. Đây này, cái chân nó bị rụng ra nhá. Ờ, cái chân nó thì ở tít trên cao, còn cái người nó thì ở thấp hơn. Ờ. À, phải là hai cái chân trắng nha. Mình nói hai cái chân trắng các bạn mới biết. Nếu không là các bạn nhầm với hai cái chân vàng của nó. Phân cái gì, không có gì vui vẻ cả, biến đi. Nhìn mặt con này cứ vô cảm kiểu gì ấy. Ờ, nó không nhấp nháy miệng đâu các bạn. Nó như kiểu đúng con thú nhồi bông á. Nó không cười mà nó cũng không phải là không cười. Thôi bây giờ chúng ta sẽ vào khu Game Station này nha. Rồi, và vào chơi luôn trò đầu tiên. Đó chính là trò gì nhỉ ông nhỉ? Đó chính là trò Music Memory, ký ức âm nhạc. À, đây, Game Station đây rồi các bạn. Bây giờ mình chỉ lên kéo cần gạt một cái là chúng ta có thể đến với trò chơi đầu tiên. Ui, nhiều đồ chơi treo lơ lửng này. Uzi bot rồi. Sợ thật đấy các bạn. Đây, chúng ta sẽ sang khu này chơi này. Và các bạn biết không, cái khu vui chơi này nhá, không chỉ là khu vui chơi đâu mà nó còn là nơi cho các nhà khoa học nghiên cứu lũ trẻ con á. Đúng rồi, những cái trò chơi này nó sẽ như kiểu là nó như một bài test đó các bài bạn. Bài test thí nghiệm cái gì đấy của bọn trẻ con đấy các bạn. Khả năng ghi nhớ hay là khả năng phản xạ của những đứa trẻ ấy. Và nếu như mà bạn trẻ nào mà chơi được vượt qua trò chơi thì người ta sẽ ghi là đạt nguyên mẫu.
thí nghiệm của họ. Kinh chưa? Thế là họ thí nghiệm cả trẻ con luôn à? Đáng sợ nhỉ. Ui, cha con Buzo này. Mất tai à? Mất tai luôn. Ở đâu có tai các bạn ạ, nhưng mà có vết máu này. Ui, đây là Buzo này. Khu này nhìn Buzo là một chú thỏ rất là vui vẻ đúng không? Ờ, đây, nó có cái hi-hat này, nó có beng beng beng. Đây, đến với bữa tiệc của tôi. Rồi, đi thôi các bạn. Đi thôi. Đầu tiên là chắc là chúng ta phải đi làm bàn tay màu xanh. Các bạn có nhớ đoạn này không? Chúng ta sẽ kéo cái này này. Sau đó chúng ta phải sửa cái này để có thể làm được bàn tay màu xanh. Nhưng bây giờ anh thử xóa. Xóa cái này đi xem nó có làm được không nhé ông nhá. Eo, xóa cái đấy á? Ờ đấy, xóa luôn rồi này, đó không? Thế thì nhựa phun lên ở đâu? Không biết, thử xem nào. Vẫn có cái chỗ chứa nhựa đấy các bạn, nhưng mà nó trong suốt, mình có thể nhìn thấy luôn ấy. Ờ. Đây là những hạt nhựa hình tròn. Đấy, sau đó nó sẽ được bơm qua những cái khuôn này. Xóa luôn cái khuôn này luôn. Ờ, xóa luôn cái khuôn này xem nó có làm được bàn tay không các bạn. Xóa luôn cái bàn tay xem được chuyện gì xảy ra nhá. Xóa hết đi. Ờ, xóa hết chưa? Ấy, đấy, đúng rồi. Có mỗi bàn tay với cái mắt thì các bạn. Ồ, có một bàn tay vàng này. Ôi, mình lấy được bàn tay vàng kìa. À, bây giờ chúng ta phải bấm nút tiếp theo. Đây. Rồi, đến bước 2. Rồi, bơm nhựa qua bên này để làm bàn tay. Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi. Làm gì đấy? Ờ, không còn cái khuôn để làm bàn tay nữa, xem nó làm bàn tay kiểu gì các bạn. Ơ, tự nhiên làm bàn tay ra. Không còn khuôn làm bàn tay mà sao vẫn ra được bàn tay ảo thế đấy. Tao thử xóa cả băng truyền à. Ơ, ôi dồi, nó vẫn trôi luôn, nhìn như là như có băng truyền thật đấy. Bây giờ đến bước sơn bàn tay rồi. Đúng rồi, chúng ta bây giờ phải sơn bàn tay nè. Nhưng mà cái máy này nó hết sơn rồi các bạn ạ. Chúng ta hình như là phải lên trên kia lấy kia sơn. Đấy, nên lấy cái thùng sơn bỏ vào cái máy này. Không hiểu kiểu gì luôn, vẫn có thể chế tạo được bàn tay khi mà không có khuôn và cái gì cả. Đấy, đây là thùng sơn nè. Ôi, ôi sao anh lại đá thùng sơn vào? Mình đang muốn lấy thùng sơn mà. Chết rồi các bạn ơi, anh lại đá thùng sơn vào trong này rồi. Chết rồi, thành không còn thùng sơn nữa rồi. Đồ ngu. Thế bây giờ phải làm sao? Anh có thể tạo ra thùng sơn mà. Ờ nhỉ, mình có thể tạo ra thùng sơn đúng không? Ừ. Đấy, mình sẽ tạo ra thùng sơn nha các bạn. Đây, thiếu gì thùng sơn, nhà anh làm công ty sản xuất sơn này này. Lấy một cái để đặt đây. Nào, thích sơn không? Đây, sơn luôn cho. Vứt vào bàn tay đi. Đấy. Các bạn ơi. Rồi, mình bây giờ là không vứt được vào bàn tay đâu. Đúng rồi, bây giờ bấm nút. Quá nhiều sơn luôn. Lấy được luôn bàn tay này, không cần phải đợi ra đây luôn các bạn. Đấy, mở cửa luôn. Nhà anh con gia đình có điều kiện nhỉ. Muốn bao nhiêu sơn là có bấy nhiêu sơn luôn. Easy game. Rồi, bây giờ chắc là chúng ta sẽ đến với trò chơi ký ức âm nhạc. I know when your birthday is. When your birthday is. Sinh nhật à? Sinh nhật gì ở đây? Make a wish. Là cái gì chả hiểu luôn các wish. Bạn không biết. Điều ước à? Ờ. Đây là nguyên mẫu của thỏ Buzo nha các bạn. Là cái con chỉ có hai tay hai chân thôi. Chào mừng các bạn đến với trò chơi ký ức âm nhạc. Hay quá. Đấy, Buzo này các bạn ơi, Mommy Buzo. Nhìn kinh dị quá, răng của nó nhọn hoắt luôn đấy các bạn ạ. Ờ, trông ghê nhỉ các bạn nhỉ. Ờ, nếu ngoài ra cái con thỏ thì mình thấy là hai răng cửa của nó thường to những răng khác, thì con này cũng có cái răng như thế, nhưng mà nó lại có cái răng bình thường nhỏ. Đây này, bây giờ mình mà không bấm nhanh những cái phím ở dưới thì con này nó xuống nó bong vào đầu mình. Red. Red. Đấy. Blue. Red, blue. Red, blue. Red, blue. Red, blue, green. Red, blue, green. Sao rồi? Red, blue, green, green. Red, blue, green, green, yellow. Red, blue, green, green, yellow. Rào 2 đấy các bạn. Thắng rào đầu rồi. Yellow. 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 Yellow, red. Yellow, red. Yellow, red, blue. Yellow, red, blue.
Blue bấm lại đi. Yellow, red, blue, red. Yellow, red, blue, red. Yellow, red, blue, red, green. Yellow, red, blue, green. Ơi. Chết gì? Yellow, yellow, red, blue, 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 red, red, green. Ấy, thông minh lắm các bạn. Red, green, violet. Blue. Yellow, red, blue, red, green, violet. Mày sắp chết rồi, bong, đáng sợ quá. Xin là xin vĩnh biệt cô. Được, này tập trung nhé các bạn, không nhìn nó nữa. Anh bị ám ảnh nó trên đầu mình. Yellow, 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 green, yellow, yellow, green, green, yellow, yellow, green, 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 green. Violet. Yellow, yellow, green, green, violet. Violet. Round 3. Chưa rồi. Orange. Orange. Orange, green. Orange, green. Orange, green, green. Orange, green, green. Orange, green, green, orange. Orange, green, green, orange. Orange, green, green, orange, blue. Orange. Orange, green, 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 orange, blue. Green tiếp. Orange, blue. Orange, green, green, orange, blue, white. Orange. Orange, 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 orange. Green, orange, blue, white. Orange. Blue. Orange, green, green. Orange, green, 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 orange, orange, blue, white, white. Hết hồn. Round 4. Kém lắm, kém lắm. Blue. Blue. Blue, J. Blue, J. J. Blue, J, heart. Blue, J, heart. Blue, J, heart, heart. Blue, J, heart. Blue, day, hot, hot, hi. Blue, day, hot, hot, bye, bye. Blue, day, hot, hot, hi, hi. Round 5. Ghê sao lắm này. Đóng 5 đấy. Cái này sao mà bấm ra. Thế nên là nó mới là bị hỏng rồi. Bị hỏng rồi, giờ đoạn này bị hỏng. Phải dừng lại, kéo con thỏ mày... nó nhảy xuống mình. Nó đi đâu đấy, nó đi đâu đấy? Không biết. Hả? Nó đi đâu ấy? Được, anh thắp sáng cho này nên nhìn xem nó đâu nhé các bạn. Úi dồi ôi. Ủa? Sao lắm thỏ Bunzo này? Lắm con thỏ Bunzo này các bạn. Ôi. Hình như con này là con của trò chơi này, còn con này là cái con Mommy Bunzo này các bạn nè. Nó đây nè. Sao Mommy Bunzo này chân lại ngắn thế này? Nó cầm con này luôn này, thấy không? Ui, nó lấy tay nó. Hóa ra là Bunzo Mommy điều khiển cái con Bunzo này để cho mình chơi cái trò này các bạn ạ. À. Đúng rồi, nó tóm cổ này, nó bảo nó thả xuống lại co lên. Đây này, đây cũng có một con nữa, chứng tỏ đây có hai con các bạn ạ. À. Hai con Mommy Bunzo và một con Bunzo bị điều khiển. Đấy. Các bạn để ý không? Đây hình như là một cái camera theo dõi mình đúng không? Đây này. Nó sẽ ghi hình lại lúc mình chơi ấy nhở? Thấy không? Sợ vậy. Đúng là người ta mang mình ra làm thí nghiệm có khác. Nhưng mà... Nó đưa cho mình... Nó phải đưa từ trên này xuống mà đúng không? Đây để anh bay lên kiểm tra nào. Đây. Ôi ôi. Nó muốn đưa cho mình đấy. Nó đưa cho mình cái tờ này nhưng mà ở tít bên trên các bạn ạ. À. Bây giờ làm sao mà lấy được? Đây có con Mommy Bunzo này, nó ngắn quá. Các bạn thấy không? Đây này có cái tờ đây này nhưng mà nó đưa không tới đây này. Thế bây giờ làm sao mà lấy được?
Ta sao mà lấy? Không lấy thì không ra được đâu. Rồi các bạn ơi, chắc là mình phải tìm cách khác để mình đi thôi. Rồi. Ồ, cánh cửa này mở ra này. Đúng. Bây giờ mình sẽ xuống thôi, đi thôi. Không mở à? Rồi. Ôi ôi. Ôi, cứ lấy là chết nha. Bây giờ phải làm sao mà đi? Không biết nữa. Không biết nữa. Không. Mày này, thử lại nha các bạn, lúc nãy mình không lấy được. Hy vọng là mình sẽ lấy được. For doing such a splendid job. Mommy has decided to give. Trời ơi, nó đưa cho mình cái tờ mã thôi mà mày nói lắm đấy mày. Đấy, đấy. Còng tay lên nó đưa cho mình đó. Đây. Bây giờ mình mới lấy được nè. Lúc nãy nó bị lỗi các bạn ạ, mình không lấy được. Bây giờ mình phải lấy được cái này. Ôi, cái gì đấy? Hơi giật các bạn. Bàn tay mà ám. Rồi, bây giờ chúng ta chơi như bình thường. Mommy was hoping the game could last a little longer. Vâng, vâng, tôi biết rồi. Thôi, thôi, kệ nó đi các bạn. Bốc phét ít thôi bạn ơi. Rồi, cho mình đi bạn ơi. Nữa mới mở đó. Đây, đây, mở rồi, mở rồi. Ôi không. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái đường này. Bây giờ có thể đi được rồi. Lúc nãy là không thấy gì ấy. Đấy, đi lại. Bực thế nhà, còn vướng cái này nữa. Rồi, đi. Ủa ôi, mình vừa rơi từ trên cái đường ống này rơi xuống. Ốc còn nhớ đây là cái chỗ nào không? Đây là kho chứa các thùng đồ chơi ấy các bạn ạ. Ờ, đây có con khủng long. Màu tím này, các màu luôn, bông hoa này. Có cả những cái con đồ chơi mà mình chưa hoàn thành xong với các bạn cũng ở đây luôn. Ờ, đây là Candy Cat này. Ờ. Thỏ Bunzo. Rất nhiều thỏ Bunzo ở dưới luôn ấy. Ờ, con này màu nhạt hơn con này nhá, con này màu cam, con này màu vàng. À, trứng thỏ Bunzo có rất nhiều màu. Ừ. Cái gì đây? Sao nhìn nó ngoằn ngoèo thế nhỉ? Ờ, trông ghê ghê, từ từ anh thắp điện lên nhìn cho rõ con này là con gì vậy? Nó chân như kiểu chân của cái con thỏ Bunzo nhá, nhưng mà người nó dài dài tròn tròn, không hiểu con gì luôn. Ồ. Đây là Hookie này. Ok kìa. Hộp đồ chơi của nó kia kìa. Là Mommy Long Legs đấy, nhưng mà là bản màu xanh, màu vàng, màu đen, màu đỏ các bạn. Đây đây, đây. Kéo đây cho các bạn nhìn này. Tại sao Mommy Long Legs lại có màu này? Ui, tay chân đen xì luôn, mắt thì màu đỏ ẻo kinh quá. Ờ, các bạn nhìn kỹ nhá. Màu sắc rất giống thỏ Bunzo nhá. Đây là phiên bản Bunzo Mommy Long Legs. Ờ, đúng rồi ấy. Ghê nhờ, thôi thôi thôi. Mình phải đi làm xong nhiệm vụ để thoát khỏi đây thôi. Cái này không ổn. Tập sau khéo mình làm con này. Busy Book a Puller. Đây này, thấy không? Ờ, kinh thật đấy. Mommy Bunzo. Kéo này. Đó thì làm gì nhỉ ông nhỉ? Em còn nhớ không? Không. Chúng ta sẽ kéo cái này qua để nhấc cái con khủng long bờ. Ơi, bỏ kéo này qua không lấy cái con vàng vàng đâu. Kéo. Rồi đâu rồi, chúng ta sẽ kéo nó qua đây. Đấy, con này này để nhấc cái con gì dưới này lên. Khủng long Bunzo chứ còn gì? Khủng long Bron, khủng long Bunzo nào. Khủng long Bron. Em chỉ giả vờ thế thôi, em tưởng anh không biết. Bốc phét em không biết thật, em nói đi. Đấy, nhấc lên. Giờ mình có thể đi rồi các bạn. Nhấc lên nhưng mà phải kéo ra mà. Phải kéo ra, phải kéo ra. Ôi giời, quên, cha quên. Biết gì hết. Đây này, Mommy Bunzo này. Ô, cái cửa này mở ở đâu ấy nhỉ? Để anh thử xóa nó xem đi đâu. Ui, toàn cửa giả đấy các bạn. Ôi. Ôi. Chờ nó tụt xuống á. Nó tụt xuống à? Chắc thế. Hoặc là bấm nút cho nó tụt xuống. Ờ, bấm nút chắc tụt xuống. Mày bốc phép. Ồ, ai rồi đấy, em thông minh thế cơ mà. Mày chỉ bảo cho anh cách làm để có thể vượt qua được trò chơi. Thôi thôi, em đừng có mà bốc phét. Đây, em nhớ đoạn này nối điện kiểu gì không? Không nhớ. Ngày nói kiểu gì mới nhớ các bạn. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ đặt bàn tay vào đây. Để có thể lên được trên này. Đấy, sau đó thả bàn tay ra. Ngô rồi. Thông minh. Vậy là chúng ta thoát thôi các bạn. Ừ, chúng ta sẽ ra cái chỗ game station nhá.
Anh mà không làm gamer chắc là anh đi làm anh chàng sửa điện may mắn ngay. Sửa điện quá giỏi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại được game bốc phét, vừa bốc phét tí thôi mà xì hơi vào mặt thế thì ai mà thở được. Rồi sau cánh cửa này chính là game station. Không biết ai chèn ghế vào đây. Vết máu này. Ui, vừa lên phát thấy con thỏ Bunzo to trà bá mắc trên mạng nhện luôn. Ôi, chúng ta sẽ đến cảnh tiếp theo khi mà Bunzo Mummy lỏng lẻo xuất hiện. Ok. 6.5 hours later. Ô, còn nhớ đoạn này không? Chúng ta phải chơi một cái trò chơi gì đó, hình như là lấy được cái con đồ chơi thỏ Bunzo để mở được cánh cửa bên này đó. Ờ. Thế thì lại gặp rất nhiều thỏ Bunzo rồi đúng không? Chắc thế rồi các bạn ạ. Đây, chúng ta bây giờ phải điều khiển cái cầu này làm sao cho nó kết nối thành cái đường đi này. Rồi, xong hồi anh đã sửa xong cái cầu rồi. Bây giờ chúng ta cùng đi vào trong kia. Đây có cái biển cảnh báo là chúng ta không được rơi xuống cái chỗ này nha các bạn. Đúng rồi, vì chỗ nước này rất là sâu. Nhưng mà dưới nước này có gì anh thử đi xuống, lặn xuống xem. Thôi bạn ơi. Đây. Lặn xuống. Nó chỉ là một cái hồ đấy các bạn. Ủa, cái gì rơi đấy? À, đây là chỗ thỏ Bunzo sản xuất đây này. Ờ, đây chúng ta phải vào trong đấy để lấy được một món đồ chơi thỏ Bunzo. Này, có rất nhiều hộp đồ chơi mà nó không cho mình đồ chơi ở đây luôn. Nó bắt mình phải đấy, làm nhiệm vụ ở đây để lấy được cái món đồ chơi này. Không lấy được, lên trên kia. Rõ ràng là tay mình có thể tóm được vào đấy, chạm được hẳn vào luôn đấy các bạn. Vẫn không lấy được. Đấy, bây giờ chúng ta cần điều khiển cái mũi tên để nó đi lên trên này chúng ta lấy được này. Quay sang bên này. Đấy, nó đi sang bên này nó sẽ bị rơi hết xuống. Để đi lên trên, chúng ta cũng phải đi lên trên luôn. Lên trên, đây. Đến đây nó sẽ bị rơi tiếp. Đấy, nên là chúng ta sẽ phải tìm cái nút ở đây. Đây có nút màu xanh kìa. Lên nữa mới được. Còn phải lên nữa thì chúng ta mới bấm nút màu xanh. Đây. Để cho nó đi lên đây, nó cua sang bên này. Đấy, đi lên trên này có mũi tên nó bị rơi ra ngoài. Nút màu vàng này thì phải. Đúng rồi. Nó đi lên trên rồi. Lại rơi chỗ này, chúng ta phải chỉnh mũi tên các bạn. Lên thêm tí nữa. Đoạn này hơi bị rắc rối, nếu bạn nào không cẩn thận là chúng ta rất khó lấy được món đồ chơi đấy. Đấy, phải mũi tên đấy, mũi tên đi này. Rồi. Bây giờ chỉ cần nó đi ra đây cái này, nó sẽ bấm nút đỏ kia. Và chúng ta sẽ lấy được món đồ chơi thỏ Bunzo Bunny. Ôi, nó có thể hát những bài hát nè. Xịn vậy. Thì mình phải đọc ở hộp ấy, là người ta giới thiệu ấy. À, nghĩa nó cứ bò mi bò bi bò bi bò bi bò. Anh làm đồ chơi mà cứ hát bí bò thì anh chỉ có ế hàng. Vì là đồ chơi là anh Minh Thành quá dở. Hát quá kinh dị. Chỉ cần là anh Minh Thành thôi á, các bạn sẽ mua hết hàng của anh đúng không? Đây, ốc chưa biết gì cả. Có thôi gì bạn ơi. Để đi chỉnh tàu đi qua bên kia nha các bạn. Mà anh tò mò là không biết cái cửa đối diện kia có gì quá. Hay là mình xóa cửa đấy, mình đi chơi vào đấy đi. Hợp lý nhỉ, thử thử nhá. Quay. Rồi, đi xuống thôi. Chúng ta có thể đi vào cái cửa này rồi, nhưng mà anh vẫn tò mò biết bên này có cái gì nên thôi. Bây giờ để tránh mất thời gian, chúng ta xóa luôn một đường đi qua cho nó nhanh. Nhưng mà đấy, thì phải làm gì các bạn? Không mở được nha các bạn, xóa xem nào. Ôi, gì mà tự om này. Bật điện. Ờ, thử bật điện xem như nào nha các bạn. Không có gì. Ôi, đi ra ngoài map, cánh cửa đi ra ngoài thế giới luôn. Các bạn đi ra ngoài, các bạn đang xuất khỏi trái đất luôn nha các bạn. Đấy, cứ tưởng mình cửa này có gì nhưng không có gì nha các bạn. Đấy. Thôi, quay trở lại cái cánh cửa kia để đặt con thỏ Bunzo vào đi. Rồi, chúng ta sẽ đặt con thỏ Bunzo vào đây. Rồi. Nó sẽ quét. Được rồi đấy. Rồi, cánh cửa đã mở ra, chúng ta đi vào trong thôi các bạn ơi. Tiếp tục hành trình. Hình như đoạn này chúng ta sẽ bị rơi xuống một cái chỗ nào đó. Xong rồi Bunzo Mummy xuất hiện. Rơi đi đâu? Chưa, hình như còn đoạn nối điện ở đây này đấy. Thấy không? Chúng ta sẽ đu qua bên này. Khúc này là có Bunzo chưa? Sắp có rồi. Sắp có rồi, ok. Đây. Nhanh chóng, nối điện thành công. Nối điện đi. Nhanh lên. Phải thật là nhanh nha các bạn, không là cánh cửa nó sẽ bị đóng lại. Rồi. Ồ, ok. Đây.
Không biết cái đường điện này dẫn đi đâu ta. À, cánh cửa này mở ra này, nhưng mà trong đây có gì đây? Toàn là xe lăn với cả. Được, anh thắp sáng đi nào. Ồ, đây như kiểu một cái phòng cứu thương ấy các bạn ơi. Có những cái bệnh, giường bệnh rồi cáng này. Xe lăn có cả. Thỏ bun rô ở trong này luôn. Chứng tỏ có rất... Nhưng mà đây là nhà máy đồ chơi, làm sao lại có như kiểu giường bệnh với cả xe lăn nhỉ? Chắc là phòng y tế. Phòng y tế hay là người ta nghiên cứu những cái thí nghiệm ở cái khu này? Chắc không phải đâu, đây chắc là chỉ phòng là phòng y tế thôi. Có máy móc chiếu chụp này kia, tivi. Ôi nhưng mà phòng này mà là phòng y tế thì cũng hơi kỳ cục, bởi vì là nó như kiểu là một cái kho thôi ấy các bạn. Ừ, anh nghĩ... Còn nếu mà phòng y tế thì có phải thì người ta phải sơn kiểu màu trắng ấy các bạn, giống như bệnh viện ấy. Anh nghĩ đây như kiểu là một cái cơ sở nghiên cứu thôi, chứ không phải là phòng y tế đâu. Các bạn còn nhớ rằng người ta bảo rằng là những nhà khoa học người ta sẽ đứng trên lan can và nhìn xuống những cái thí nghiệm của mình không? Những cái đây, đây có cái lan can mà người ta có thể đứng trên này nhìn xuống này. Này còn có cả những cái con thỏ bunzo với cả vết máu ở đây. Nhiều người đặt giả thuyết rằng là người ta nghiên cứu những đứa trẻ và lấy linh hồn của những đứa trẻ cho vào món đồ chơi. Ờ, biến đồ chơi thì để cho họ có thể sống mãi mãi không bị chết đấy. Ờ. Rồi, rồi chúng ta tiếp tục hành trình thôi. Đây, đoạn này chúng ta quay trở lại thì chúng ta sẽ bị rơi chỗ này phải. Vừa ôi trời ơi, giật cả mình. Đây. Lại là cái chỗ đó, kinh quá. À, đoạn này là bị thỏ bun rô dí đúng không? Đúng rồi, đây này nó sẽ Đã mà luôn. Mày nói lắm đấy. Ôi trời. Ui, kinh quá các bạn, ui. Nó có 7 cái răng các bạn ạ. Mày nói lắm quá. Trên. Chạy. 7, 6, 5, 4. Khi phải trốn rồi các bạn, không là nó tóm mình đấy. Ôi, chắc là nó bỏ đi rồi. Ờ. Bây giờ mình đi lên trên, ngược lại trên này xem ở đấy có cái gì nhỉ? Ở đây là mình phải bay lên đấy. Bay lên à? Ừ. Ồ, anh đi kiểu này lên. Ồ, anh đi lên trên cái lan can luôn á. Các bạn không được bắt chuyện anh Bình Quy Thành đi trên lan can đâu nha, rất là nguy hiểm luôn ấy. Chỉ ở trong game mới như thế thôi. Đúng rồi. Đấy. Dám đóng cửa lại, anh Bình Quy Thành quay trở lại tìm nó luôn. Ủa, cái này đúng ra chúng ta phải cầm được mà các bạn, nhưng mà chúng ta không cầm được này. Nó không có tác dụng gì với bàn tay của mình luôn. Bắt buộc chúng ta phải đi tiếp thôi. Ôi, thỏ bun rô cứ trong thùng rác, eo ghê thật. Món đồ chơi mà lại bị bỏ vào thùng rác là sao ta? Thì tại vì chắc là các bạn nhỏ chơi chán rồi, các bạn đỏ vứt đi đồ chơi á. Ồ. Cánh cửa màu nâu, bên trong không đùa được đâu. Đấy, bây giờ là kéo những cái này xuống để mở ra cái... Cái nơi mà... Bunzo Long Legs sẽ xuất hiện. Sợ quá. Đi lên mãi trên kia mới đến. Đây, nó ở đoạn này này. Ờ. Rồi, bây giờ làm sao để nhìn rõ nó nhỉ? Anh thử bay lên trên trần nhìn xem nào. Anh sẽ thắp sáng ở trên này. Nghĩ là nó trốn ở trên trần thôi. Ừ. Vì lần trước là những cái con khác mình tìm đâu có thấy đâu. Ủa, nó kia kìa. Đây, đây, đây. Nó đây này. Ủa, phát hiện ra rồi. Nó có vẻ hơi uốn lượn đấy. Đây, à. Thì ra là bạn trốn ở đây. Ra, nó chui xuống. Ừ. Đúng rồi. Nó chui xuống từ chỗ này, xong nó đuổi mình. Sao trên này có vẻ rất là lộn xộn đấy các bạn ạ. Trời, không biết trong nhà máy có bao nhiêu con thỏ bunzo. Từ từ anh sẽ tìm cách nhìn xem nào. Rồi các bạn ơi, mình đã thay đổi ánh sáng. Và các bạn phát hiện ra điều gì không? Có rất nhiều thỏ bunzo ở đây. Đây, một con này đang treo lơ lửng trên không trung. Ừ, còn một con đang bò trên mái. Đấy, và anh còn phát hiện ra đây này. Ừ. Một con thì lẩn ở những cái ô như kiểu những cái cột đấy các bạn. Ờ, con này như kiểu đang bò trên tường này. Ừ. Đây là chỉ nguyên một khu đấy, có những chỗ đây, khác. Đây nữa thì... đây này. Ôi giời ơi. À, đây chính là cái đoạn ống lúc sau mình chạy nè. Ờ, hóa ra là mày ở đây à? Đấy, các bạn nhớ không? Đấy, nó trốn ở đây. Xem bên trong này có không nhá. Nói chung là có rất nhiều cái con thỏ Bunzo Long Legs ở đây nha các bạn. Thôi, không nói nhiều nữa, chúng ta tiếp tục hành trình nào. Nó sẽ xuất hiện. Nó đấy. Ấy. Chạy luôn. À,
đừng bắt tao nữa nồi. Không nhốt chúng ta đâu, rồi là mình chạy lại các bạn. Nhanh lên. Wow. Đóng cửa lại. Chạy tiếp. Mở cánh cửa. Ôi, sao lại sang ngoài thế giới à? Sao không gặp cần để mở cánh cửa mà lại phá đi? Cái cần đấy chưa mở được. Ồ, hóa ra thế. Thế là chúng ta phải chơi theo thứ tự thì map mới mở ra các bạn ạ. Một bàn hút 2, 3, 4. Đấy. Anh sẽ tạo một bầy hút ghi đứng đây chặn nó. Đây một con nữa luôn. Đấy. 5 hút ghi luôn à? Đấy, to chưa. Rồi, thắp sáng ở đây đi các bạn. Để tí xem là nó bò đi kiểu gì nhá. Đấy, xem tí nó bò kiểu gì nào. Rồi, mau nhử nó ra đi. Hết sức bình tĩnh, bình tõm. Có giỏi mày ra đây đi. Nó già đấy, không phải thách. Chạy. Anh sợ gì nó, Huki ơi, cứu tao, Huki ơi. Huki ơi, cứu tao đi. Ôi, nó vẫn đi qua đấy. Biến mất luôn. Nó biến mất luôn. Chỉ còn trơ ra 5 con Huki, chắc có tác dụng gì các bạn. Bọn ăn hại này. Tạo ra chúng nó tưởng chúng nó bảo vệ được mình nhưng không các bạn ạ, chúng nó đứng đấy. Mẹ nghe nói á, rất nhiều bạn nhỏ có gấu bông của Huggy đấy. Thế à? Trời ơi, anh cũng chưa có con Huggy nào luôn, anh chỉ có mỗi Mommy Long Legs đằng sau này, các bạn thấy không? Rồi, bây giờ chắc là anh sẽ phải làm một cái bánh răng ở đây. Đốt lò lên. Oh, kéo cửa ra. Nhảy vào lăng mót thì nướng. Thử thách 24 giờ nhảy vào lò nung. Không bị nướng à? Ôi các bạn ơi, mình có bị nướng đâu. Mình đứng trên lửa mà mình không bị cháy luôn. Bất tử hộ thân rồi, làm sao mà có thể giết được anh dễ thế. Rồi, bây giờ thử gặp quái vật đi, nó lại... Xin vĩnh biệt được anh. Rồi bây giờ anh sẽ cho sáng sáng cái map lên anh nhìn. Các bạn chúng ta bay vào trong nhìn nào. Đây. Ừ. Có một con Bunzo đầu dài. À cổ dài. Đây không phải mỗi chân tay dài mà cái cổ nó cũng dài đúng các bạn ạ. Ấy, nhìn từ dưới lên nó đang bò từ dưới này lên nhá. Để nó truy đuổi mình khi mà mình xuất hiện ở đây. Bên này xem nào. Bên này cũng có một con như mọi hôm. Ôi nhìn cái gì mà nhảy? Con này thì đang nghiêng đầu. Đừng có đuổi tao. Ủa, nó nhìn mình đấy, thấy không? Ủa, nó biết mình theo dõi nó hả? Ui. Tay thò xuống map luôn. Tay nó thòi cả ra ngoài nhà máy luôn. Chứng tỏ tay con này nó siêu siêu dài luôn. Đúng. Ôi, con này gì mà? Sao lại có cái tay của Mommy Long Legs ở đây vậy? Các bạn thấy không? Có tay của Mommy Long Legs nè. Còn con này đứng ở đây như kiểu là đứng giang tay ra hai bên. Tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. Để đuổi cho mình à? Mấy đây. Con này vừa nãy mình có xem rồi. Mấy con này mình xem rồi nha các bạn. Đấy. Hiện tại trong cái chỗ này thì thấy một con ở đây, một con đầu kia và một con giang tay. Nhưng mà bàn tay, một cái bàn tay của Mommy Long Legs không hiểu vì sao xuất hiện. Đi vào thôi. Lên nóc nhà luôn. Đèo đời rồi, anh mở cánh cửa nhanh. Làm sao bắt được mình? Ui trời ơi. Sao nó đứng im vậy? Đứng im rồi. Cái gì đây? Game lỗi rồi các bạn ạ. Mình dịch chuyển ra kiểm tra nó nhưng mà không. Có một con đứng trước mặt mình. Nó cứ đi theo mình thôi các bạn ơi, cứu. Chạy đi. Không hiểu kiểu gì. Kệ nó đi. Chạy đi đâu bây giờ? Chạy đi đến cái đường ống ấy, bây giờ là mình sẽ cắt đuôi được nó. Bởi vì lúc đấy là có con khác đuổi. Nhưng mà đây nhìn này. Tôi nhẹn mắt rồi đây này. Anh đi ra chỗ này kiểm tra xem. Con dưới này nó còn ở đấy không? Ôi, vẫn là nó luôn.
rồi. Ui. Ôi game lỗi rồi các bạn ơi. Ôi, mình đi theo nó này. Ôi. Ôi, là sao? Bây giờ là có hai con nó nó dính vào mặt mình luôn các bạn. Rồi mình thử đi đây xem nào. Ồ, chỗ này lúc sau là bị sập mà. Ừ. Ui, đây có con nữa này. Nhưng mình cắt đuôi được hai con kia rồi. Kinh quá, không hiểu. Đây, sau này có một con đang đợi mình này. Rất là ghê luôn ấy. Rồi bây giờ nhảy xuống cái nó đuổi. Nhảy đi, sợ gì. Cùng lắm này, tiêu diệt thôi. Bánh xe, dễ trái. Trái đi. Ê. Ê, không bắt được tao đâu, tao biết chúng mày đứng đây đợi tao từ nãy đến giờ rồi. Đu lên. Hướng nào đây, đây rồi. Hướng chạy đi rồi. Đu đi. Tránh đu qua bên này. Ê. Bỏ đi đâu đây bạn ơi, bỏ đi đâu đây. Sẽ biến mất cho mà xem. Ngay mà. Mấy con hốc ghi của anh đang múa bên kia kìa. Ui, một bầy con bùn rô long lét ở đây luôn đó bác. Đây là cái mà anh thả ra. Cái Bưu Thành thả ra là một bầy húc ghi chúng nó vẫn đứng đây, nó nhảy không nhiều kiểu gì luôn. Ôi sao tự nhiên lại nhảy xuống thế? Sao đi các bạn, anh ấn nhầm, anh tưởng là anh đang đi đằng sau. Đồ ăn hại. Đây rồi. Đây chính là cái cánh cửa cuối cùng để chúng ta có thể tiêu diệt được Bunzo Long Leg. Rồi, mở nó ra. Mở cửa ra cho nước ngâm vào phòng. Hình như nó đang đứng ở bên này hay sao đúng không? Nhầm. Anh xóa cái tơ nhện này không có được các bạn. Rồi xóa luôn cả cái map thôi. Không xóa nữa. Cái tơ nhện đấy là mình không thể xóa được, không hiểu sao luôn đấy. Nó fix vào game sẵn luôn á. Đây, hành lang chết chóc. Ai gặp cũng phải phát khóc đấy. Trong cuối này có gì mình chưa bao giờ đi vào trong qua chỗ này luôn ấy. Em nghĩ là hết map. Hết map à? Chuẩn luôn. Hết map rồi các bạn. Đầu đấy không có gì nữa. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần đặt bàn tay màu xanh vào đây cái là tụi nó xuất hiện. Nên là bây giờ mình sẽ xóa chỗ này. Sau đó mình đặt bàn tay màu xanh vào đây. Đặt bàn tay xanh nước biển các bạn. Sẽ đặt bàn tay xanh lá cây. Nhầm. Chửi luôn kìa. Xuất hiện không? Thấy không? Nó đến rồi. Đi, thôi. Nó phanh lại rồi đấy. Trông nó kinh nhờ các bạn nhờ, như kiểu một con gấu bông được lắp tay chân vào á. Con này bị kéo. Con đằng sau đến bị kéo nốt luôn. Đấy, hôm nào cũng kiểu có hai con đấy luôn các bạn. Rồi. Nhưng mà gần như là cái tay và cái chân của bản thân con Bunzo chả cái tác dụng gì ấy nhỉ? Thấy không? Ôi. Xin vinh biệt Bunzo. Đấy các bạn, bảo anh không tiêu diệt được nó, rồi anh tiêu diệt nó luôn. Ôi, nó rơi cả người ra luôn kìa. Rồi, xong đấy, thấy gì chưa? Và thí nghiệm 1007 đã đem nó đi. Đây là 1007 hay là 1006? À, 1006, nhầm. Kéo vào trong, kéo qua chỗ này, ở đây. Ôi ôi. Khác với những con khác thì con này là vẫn còn nguyên người bạn. Đấy, thấy chưa? Trong này thì có một con. Đấy, nằm chết sấp mặt như mọi hôm. Khổ thân bé thế mà khổ. Ôi, tay chân này, loang hoang luôn các bạn. Kéo chui tận dưới nền nhà, đấy biết ngay mà. Dưới này có cái gì đây? Không hiểu luôn các bạn ạ. Ủa mình sẽ bị rơi ra ngoài thế giới. Ở đây có một con này. Sao con này lẽ lại ở một khoảng không vô định này, nó chả ở cái vị trí nào này. I believe I can fly. Bay, đang bay. Bay vui không bạn? Rồi bây giờ anh sẽ thử xóa cái máy này đi cho các bạn nhìn rõ cái cảnh đấy. Và xóa luôn cả cái cánh cửa này đi nhá. Ok. Anh đã xóa xanh ở bên trong rồi các bạn. Đấy, còn mỗi cái cần gà thôi. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ lại cho cái con Bunzo xuất hiện.
Bunzo à? Ốc đam mê Bunzo đúng không? ốc chỉ muốn một ngày Bê Quy Thành trở thành quái vật ở đây thôi. Và ngày đó ốc sẽ là người tiêu diệt Bê Quy Thành. Được, một ngày nào đó anh sẽ biến anh trở thành quái vật đây. Xem ốc có tiêu diệt được không nhá, cứ ở đấy mà gãi. Ê, ôi. Mình bước qua đời nhau để làm nhau đau. Rồi, đấy. Con kia đâu? Đây này không xuất hiện con kia các bạn ạ. Mùi như kiểu cái tay của nó găm vào tường kìa. Thôi, nghèo rồi. Nhưng mà các bạn để ý không, như là mình xóa bức tường này thì cái con ở đằng sau nó không xuất hiện. Vì hình như đó chính là cái con này sao á. Không được, anh phải làm lại. chạy đi rồi tự đi mà chết. Đấy, đây chính là hai con nó xuất hiện này các bạn này. Đó, hai con bị chết luôn. Ui, ngã sấp bạn. Ui, lộn tùng phèo luôn. Xem bàn tay ở đây nó đang làm gì nha các bạn. Bàn tay nó đang ở trong này này. Nó có vẻ đang chờ. Đấy, thấy chưa các bạn. Đó, nó sẽ đi ra. Và nó kéo Bunzo vào. Wow, cận cảnh luôn nha, các bạn thấy rõ chưa? Rồi. Và đây có một con chết sấp mà. Ủa, chân nó rụng này, con này rụng chân ra luôn các bạn này. Treo chân ở trên không. Hai cái chân rơi ở trên không luôn. Ừ. Rồi, ấy, vậy trong video ngày hôm nay, Bê Quy Thành cùng ốc đã cho các bạn xem Bunzo xuất hiện trong Poppy Playtime phần 2. Và tập sau các bạn muốn anh Quy Thành làm con gì thì hãy bình luận ở dưới nhá. Ai được nhiều like nhất thì anh sẽ làm. Còn bây giờ, bye bye. Đừng quên xem quảng cáo giúp chúng mình nha. Và like, đăng ký kênh nữa nha. Bye bye các bạn.